Chiếc Ford F-150 Raptor 2017 đầu tiên về Việt Nam sở hữu ngoại thất màu xanh dương Lightning Blue thuộc phiên bản cabin kép Super Crew. F-150 Raptor 2017 từng được Ford giới thiệu ra thị trường từ năm 2015, nhưng phải đến tháng 7 năm 2016, thương hiệu xe Mỹ mới chính thức công bố giá bán cho F-150 Raptor 2017. Tại Mỹ, mẫu xe này có giá từ 53.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, nó có giá bán lên đến 70.000 đô la Mỹ khi được trang bị thêm các tùy chọn tiện ích công nghệ. Raptor là một chiếc xe hiệu suất cao trong dòng F-150. Sự phát triển của xe được thực hiện bởi bộ phận hiệu suất của Ford. F-150 Raptor 2017 sở hữu ngoại hình hầm hố, mạnh mẽ đậm chất Mỹ. Xe có kích thước tổng thể dài 5.638mm, rộng 2.192mm và cao 1.994mm, cùng trọng lượng không tải ở mức 2.540kg. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt 8 cạnh cỡ lớn, cụm đèn pha LED hình chữ C. Xe sử dụng bộ la răng hợp kim 17 inch và chắn bùn thông gió, đều nằm trong lốp BF Goodrich All-Terrain KO2 tiêu chuẩn. Trái tim của F-150 Raptor 2017 là khối động cơ EcoBoost V6, dung tích 3.5 lít. Động cơ này sản sinh công suất 450 mã lực, mô men xoắn cực đại 692 Nm, kết hợp hộp số tự động 10 cấp mới và hệ dẫn động 4 bánh. Sức mạnh này kết hợp với hệ thống quản lý địa hình Terrain Management System, gồm 6 tùy chọn chế độ lái như Normal thông thường, Street đường phố, Baja hoặc Rock chế độ đá, Mud Sand bùn cát, hay weather, thời tiết như mưa, tuyết và băng. Ford F-150 Raptor tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 5,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 172 km/h. Hệ thống treo của F-150 Raptor 2017 sử dụng giảm chấn Fox Racing và lốp BF Goodrich KO2 mang đến khả năng chạy off-road ưu việt. Hệ thống giảm sóc mới tăng 44% mức độ tán xạ nhiệt và chống phai màu, nhờ đường kính tăng từ 2,5 inch lên 3 inch, với kích thước 13 inch ở phía trước và 13,9 inch ở phía sau. Raptor thế hệ mới cũng cung cấp hệ thống treo lớn hơn gần 2 inch so với người tiền nhiệm. Raptor phiên bản mới sử dụng thân vỏ nhôm và khung gầm thép chịu lực cao, giống với các phiên bản F-150 khác. Xe nhẹ hơn 226kg so với phiên bản thế hệ trước. Do vậy, tỷ lệ mô men xoắn trên trọng lượng được cải thiện 21%, mặc dù động cơ V8 đã thu nhỏ hơn. Cùng với việc cải thiện hiệu suất, động cơ tăng áp kép V6 mới cũng tiết kiệm nhiên liệu hơn 23% so với V8. Cụ thể, động cơ tiêu hao 13 lít trên 100 km đường cao tốc, 15,7 lít trên 100 km đường đô thị và 14,7 lít trên 100 km đường hỗn hợp. Nội thất của chiếc F-150 Raptor 2017 vừa được nhập khẩu về Việt Nam, được phân phối màu đen đi cùng với những đường viền trang trí màu xám trên ghế ngồi. Ghế lái có thể chỉnh điện 10 hướng, hệ thống thông tin giải trí Sinh 3 tích hợp định vị, visai trước Thorsen chống trượt, camera quan sát 360 độ và gương chiếu hậu tích hợp đèn LED. Các tính năng an toàn trên F-150 Raptor bao gồm hệ thống cảnh báo chuyển làn, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ lùi xe khi có rơ móc phía sau, đèn pha tự động. Thùng xe của chiếc F-150 Raptor đầu tiên tại Việt Nam này còn được phủ một lớp vật liệu vô cùng rắn chắc, được sản xuất tại nhà máy Dearborn Truck Plant tại Dearborn, Michigan. F-150 Raptor thế hệ mới chỉ là một trong 12 mẫu xe Ford hiệu suất cao sẽ xuất hiện trước năm 2020. Hiện mức giá của chiếc F-150 Raptor 2017 đầu tiên được đưa về Việt Nam chưa được tiết lộ.